Đúng là sếp xui thiệt. Mới sáng sớm bị một cái tát choáng váng mặt mày mà không biết chuyện gì cả. Nếu không vì con nhỏ đó thì sáng nay đâu có bị vũ một trận te tua đến như vậy. Có thiệt là anh không biết con nhỏ đó là ai không đó? Dậy đi con, trễ rồi. Dậy. Nè. Nè, có ai chờ con trước cổng? Mấy đứa bạn con gì mà kêu về đi. Không phải. Cô này mặc áo dài trắng nữ sinh lạ quắc à. Mẹ mới thấy lần đầu. Ồ vậy hả mẹ? Ồ mà cậu có nói cậu là ai, tìm con có chuyện gì không? Mẹ đâu biết đâu. Mẹ có hỏi mà cô không nói. Chỉ muốn gặp con thôi. Mà nè, mặt mày cô quạo quạo lắm. Mặt quạo? Ủa mà sao quạo vậy? Chỉ có con sao mẹ biết được. Nhanh lên đánh răng rửa mặt cũng thôi, để người ta chờ lâu kìa. Mẹ cứ xuống trước đi, con xuống sau. Nhanh lên nha. Dạ. Nữ sinh? Mình có quen đứa nào là nữ sinh đâu. Con quỷ nào vậy trời? Sáng nay 2 giờ con nó mới về phải không em? Dạ. Nó có sai không? Dạ có. Anh sợ rồi đây nó hư hỏng mất thôi. Mà anh với em chỉ có một mình nó. Nó mà có chuyện gì, vợ chồng mình sống sao nổi. Mình đã đủ mọi cách dạy con rồi, mà tại sao nó không thay đổi, khổ ghê. Ừ. Sao chưa thấy Nam xuống? Coi chừng nó ngủ lại đó. Em lên lầu kêu con xuống đi, đừng để cô ấy đợi lâu. Nam à. Dạ. Con chào ba mẹ. Ừ. Ai tìm con vậy ba mẹ? Cô ấy đợi lâu lắm rồi, con ra liền đi. Nhanh lên để người ta dạ. Chờ con.
Cô là ai tìm tôi có chuyện gì vậy? Ây da, cô bị điên hả? Sao tát tôi? Tôi đâu biết cô là ai đâu. Anh đừng có giải điên. Anh biết cô là ai mà. Tôi biết cô. Cô là ai? Có chuyện gì vậy? Sao cô lại đánh con tôi? Chuyện gì vậy? Con đâu có biết đâu. Cô này bị điên rồi. Tự nhiên tát con. Mà con đâu biết cô là ai đâu. Tát vậy còn chưa đủ. Cháu không muốn tát cho thêm mấy cái nữa. Bình tĩnh đã. Có chuyện gì vậy cha? Có chuyện gì phải từ từ giải thích chứ. Bác muốn biết có chuyện gì? Bác hỏi con trai hai bác đi. Bây giờ cháu phải đi rồi. Quên nè. Ê, có chuyện gì vậy? Phải giải thích rõ ràng chứ. Tôi đâu có hiểu chuyện gì đâu. Anh đừng có làm bộ làm tịch. Tôi xử anh vậy là nhẹ đó. Tôi không hiểu gì hết. Sao? Bực mình ghê. Có chuyện gì vậy con? Có thiệt là con không biết chuyện gì không? Trời, con biết là con chết liền á. Mà tại sao cô ấy lại tát con, rồi còn gửi cái gói đồ này nữa? Làm sao con biết được? Chắc cô ta bị điên á. Cái gì đây? Nặng lắm. Có khi nào cô đặt bom khủng bố nhà mình không? Đừng có nói bậy. Cô mở ra coi thử cái gì trong đó. Mà biết cái gì ở trong mà mở? Thì cũng phải mở ra chứ mẹ. Ủa, sách, bì thư. Tám sáu chục ngàn. Tiền gì vậy? Mà tại sao mấy cuốn sách này ướt nhẹp, lại còn dính đất không vậy nè? Con đâu biết đâu. Mà tại sao cô gái ấy lại gửi sách cho con? Trời ơi, con nói là con không biết mà. Thôi được, cái chuyện này con không hiểu không biết gì hết phải không? Còn chuyện hôm qua, con đi ăn nhậu chơi bời ở đâu đến 2 giờ sáng mới về nhà. Xe xịn ôi mửa tùm lum thì con biết chứ. Thôi con vô nhà đi, ba có chuyện muốn nói với con. Đi. Con ngồi đó đợi ba. Hôm nay là đầu tháng 7. Là 7 tháng, kể cả đêm hôm qua. Con về nhà sau 12 giờ đêm là 121 lần. Trong đó có 72 lần say xỉn. Một trong 72 lần say xỉn có 18 lần đánh lộn, trầy trụa và chảy máu. 4 lần bị công an bắt, ba phải bảo lãnh. 6 lần say xỉn tông xe sập cổng. 3 lần tự té, gây chấn thương phải vô viện. Hôm qua, ba kiểm tra tài khoản của con. Tổng cộng con rút trong tài khoản phụ của ba hết 325 triệu. 7 tháng là 210 ngày, con đã ăn chơi hết 325 triệu. Đó là ba chỉ tính trong 7 tháng. Còn những năm qua thì sao? Tám trăm sáu chục ngàn. Đây là tiền gì? Mà tại sao mấy cuốn sách này ướt nhẹp, dính đất không vậy ta? Mà cô gái kia là ai? Hai lần đổi xe, sáu lần đổi điện thoại di động, giày dép quần áo thì nhiều vô kể. Không cha mẹ nào trên đời này nuôi con mà kể hết. Bà mẹ không tiếc con bất cứ thứ gì. Con là con duy nhất, là niềm hy vọng của ba mẹ. Nhưng bà chỉ thử bí mật ghi lại trong 7 tháng qua xem con đã làm gì. Con có thấy xấu hổ không? Bà mẹ quá thất vọng vì con. Con đã 22 tuổi rồi, 3 lần thi rớt đại học. Chỉ 14 ngày nữa là lần thứ 4. Bà không tin con đâu. Bà biết vào đại học không phải là con đường duy nhất để lập thân. Vì nếu con không muốn học đại học thì con cũng phải cho ba xem kế hoạch của con. Con phải có kế hoạch của đời mình chứ. Chẳng lẽ con cứ sống như vậy mãi à? Nhưng ba biết con cũng đã cố gắng hết sức thi đậu đại học rồi còn gì. Cố gắng hả? Cố gắng hả? Con chưa từng cố gắng tí nào hết. Mỗi lần con cầm đến cuốn sách là chỉ để đối phó với ba mẹ thôi. Con không giống tính ai trong nhà này hết. Không giống tính ba, cũng không giống tính mẹ, không giống một tí nào hết.
Con biết không, ba mẹ rất buồn vì lúc ba mẹ có ý nghĩ, không biết con có phải là con ruột của ba mẹ không nữa. Con nghe điện thoại đi. Dạ. Alo. Anh yêu, tụi em đang trên đường tới nhà anh nè. Có chuyện gì vậy? Tụi em quyết định đi Hồ Cốc chơi. Đi luôn bây giờ hả? Ừ, chứ sao, hứng lên là phải đi liền, chứ để lâu á mất hứng lắm. Anh đang nói chuyện với ba, anh đang bị ba anh cạo đầu nè. Kiếm cớ chuồn đi, em biết anh thông minh lắm mà. Không được đâu, đang căng thẳng lắm. Mặc kệ anh, 5 phút nữa tụi em có mặt trước cửa nhà anh đó. Ừ. Có chuyện gì vậy con? Dạ, thầy giáo mới gọi điện nói là sáng nay có giờ học sao không thấy con tới. Con nói là con đang nói chuyện với ba nên không tới được. Con đi học đi, lần khác ba nói chuyện cũng được. Con đi học đi con. Dạ, vậy giờ con đi học cho ba. Cố gắng nghe con, 94 ngày nữa là thi rồi đó. Dạ. Cố gắng lên nha. Con hứa sẽ cố gắng ạ. Con đi đâu vậy? Con đi học mẹ. Con đi học mà tại sao không sách vở mà xe con đâu? Con đi taxi, sách vở con để nhà thầy mà. Trưa giờ ăn cơm nha con. Mẹ. Ừ? Con học tới khuya luôn, mẹ khổ nấu nha. Học hành mệt mỏi, nhớ ăn cái gì ngon ngon cho có sức nha con. Dạ, con đi học nha mẹ. Ừ. Alo thầy hả? Em Nam đây, hôm nay chăm nghỉ bữa nữa nha thầy. Chút xíu nữa nếu ba mẹ em có điện thoại tới kiểm tra, thầy cứ nói là em luyện thi với thầy tới tối nha. Dạ rồi, em cảm ơn thầy. Ê sếp, lên xe lẹ đi. Đúng giờ quá ta. Em biết anh thông minh lắm mà. Ủa nhưng mà đi Hồ Cốc bằng xe xếp có nắng quá không? Đi xe này mới vui. Trời, đi xe hộp á, em bị say xe, ra tới ngoài em bị nhức đầu, vui chơi gì được đâu. Lẹ lên đi sếp. À mà anh quên mang theo đồ đi biển rồi. Không sao, ra ngoài mình mua. Ok, lên đường. Yeah. Okay. Mày bị lạc mẹ hả? Mày đừng sợ, tao không có hại mày đâu, mày đừng sợ. Mày bị lạc mẹ hả? Tội nghiệp mày quá à. Mẹ mày đâu mà bỏ mày đi lang thang vậy? Mày ở với tao nha, tao đem mày về nhà nuôi. Tao cũng bị lạc mẹ nên ở có một mình nè. Mày ở với tao nha. Mày nhớ mẹ hả? Mày mở với tao là tao đỡ buồn rồi đó. Nhưng mày mở với tao là mày sẽ lạc mất mẹ mày mãi mãi luôn. Không được, tao phải tìm mẹ cho mày. Tao sẽ tìm bằng được mẹ cho mày nha. Thank you.
sếp xui thiệt. Mới sáng sớm bị một cái tát choáng váng mặt mày mà không biết chuyện gì cả. Đúng là xui thiệt. Sau đó còn bị ông già vũ cho một trận te tua nữa chứ. Xui thiệt. Mà ông già sếp ghê thật. Ghi chép cẩn thận tất cả những lỗi lầm của sếp. Đúng là ông già sếp độc nhất vô nhị, có 102. Chỉ cần tưởng tượng tới cái cảnh ông già sếp cầm cuốn sổ đọc từng chữ một là em nổi hết da gà lên rồi. Em mà có ông già như vậy chắc em chết mất. Mà tức thật. Nếu không vì con nhỏ đó thì sáng nay đâu có bị vũ một trận te tua đến như vậy. Có thiệt là anh không biết con nhỏ đó là ai không đó? Anh thề luôn á, anh mà biết con nhỏ là ai á thì bị sóng thần ào vô cuốn đi liền. Sếp thề khôn quá. Sóng thần mà xuất hiện là chết cả đám, nhưng mà mình sếp đâu. Khó tin quá. Con nhỏ đó không biết anh là ai, sao nó tới tận nhà và dám tát anh nữa chứ. Mà rồi còn có những cuốn sách cũ nữa nè, rồi phong bì tiền nữa chứ. Nghi quá. Nếu con nhỏ làm anh với ai khác thì sao? Ừ, thì Sài Gòn có 5 triệu dân, cứ cho là nó không có làm anh đi. Nhưng mà anh phải giải thích sao về những quyển sách, rồi phong bì tiền, rồi nó tới tận nhà anh, nó dám tát anh nữa chứ. Thì con nhỏ đó nó cũng đã khẳng định là nó không làm anh với ai rồi mà. Ừ, khó hiểu quá sếp ơi. Hay là con nhỏ đó bị điên, hay bị tự tử, thấy trai đẹp là nhào vô kiếm chuyện. Đúng rồi, con nhỏ đó bị tử. Nhớ rồi, nhìn mặt rất là kỳ. Nhìn mặt nó biết ngay không phải là người bình thường rồi. Con nhỏ đó nhìn như thế nào? Nó mặc cái áo dài trắng, nhưng anh không thấy nó đeo phù hiệu trường nào hết, nên không chắc nó phải là học sinh không nữa. Ý em hỏi là con nhỏ nó có đẹp không kìa? Ờ à, thì mặt rất đẹp, dáng cũng ok, cao khoảng 1m66-67 vậy. Chỉ cần thay cái áo dài trắng rẻ tiền đi, mặc đồ hiệu vô là có thể thi hoa hậu được liền. Trời, trời, sao kêu trời? Một con nhỏ xinh như vậy mà bị tửng, tiếc quá chừng tiếc. Ừ, tiếc thật. Không hiểu sao mà nó đẹp lại bị tửng. 10 đứa đẹp hết 9 đứa tửng rồi. Ây da. Chết mày nè. Cho chừa cái tật nó xấu thì đẹp. Chết mày chưa. Nói mà không nhìn trước nhìn sau. Thôi, bỏ cái dùng người đẹp tửng tửng qua bên đi. Đi tắm biển tiếp, rồi kiếm hải sản ăn. Ừ. Ok. 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 Con nhỏ này lạ quá. Ở nơi hoang vu vắng vẻ như vậy, lúc nào cũng mặc áo dài trắng. Chắc nó là ma quá. Tao thấy nó giống như là mấy con ma trong chuyện Liêu Trai chứ gì. Tao sợ quá mẹ ơi. Mày không ma. Làm gì có ma. Ma là các nhà văn bịa đặt ra thôi. Ma chỉ có trong tưởng tượng thôi. Không có ma, không có sợ nha. Hết rồi mày. Nếu nó không phải là ma thì tao nghĩ nó cũng không bình thường đâu. Mày thử nghĩ xem, người bình thường mà một mình ở trong ngôi nhà quan này, mày chắc có sống một mình không? Chắc.
Tao theo dõi kỹ rồi. Ngày nào cũng vậy, 7 giờ sáng là nó ra khỏi nhà, tới giờ này nó mới chịu về. Mày nhìn nhỏ nó coi, nhìn kìa, đẹp bá cháy. Đẹp. Một con nhỏ đẹp ở trong nhà quan. Trời ơi. Mày cười nhỏ đó. Mày cười lớn quá. Nó phát hiện ra tao mày hay sao? Nó ra kìa. Ủa, vậy sao mình không chờ ban ngày vô ăn trộm mà chắc ăn? Mày ngu quá. Ban ngày mới vô ăn trộm, làm sao biết được tiền vàng nó bỏ đâu? À, mình phải canh tới giờ này nè. Đợi tới lúc nó ngủ, tao với mày xông vô nhà nó, trói nó lại, rồi đánh nó. Bắt nó khai, nó giấu tiền giấu vàng ở đâu? Lỡ mày nó không khai sao? Nếu nó không khai, thì tao với mày làm bậy. Làm bậy? Ừ. Mày định cạo chọc nó hả? Ừ. Mày ngu quá. Cốc trọc gì đấy, làm vậy là làm gì nè, làm tới luôn đó, lúc đó nó sai khai. Ta vô trước nha, mày canh cửa nha. Mở xuống. Bây giờ vậy nè, mình đợi đến khi nào nó ngủ, tao với mày mới xông vô. Bây giờ tao với mày xông vô, nó phát hiện, nó la lên rồi sao? Biết chừng nào nó mới ngủ. Thì mày coi nè, tao tắt đèn, ngồi đợi khoảng chừng một tiếng là lúc đó coi như nó đã ngủ ngon rồi, tao với mày xông vô, hiểu chưa? Ủa vậy giờ nó tắt đèn hả? Ừ, vậy tao đi ngủ trước nha. Hả? Mày mệt mày quá, mày không nhớ kỳ trước tao với mày đi ăn trộm, cái tội ngủ của mày, mày nghĩ lớn quá bị ông chủ phát hiện đó. Kỳ đó tao bị cải tạo 3 tháng. Tao vô cái tàu bị đầu gấu tao quá trời luôn. Ủa sao vậy? Tao nghĩ quá nó ngủ không được. Vậy bây giờ ngủ đi, không chừng kỳ này mày vô mà ở 6 tháng á. Vậy thôi tao thức đi. Con chào ba mẹ. Con mệt không con? Dạ mệt ba. Sao con đi học về trễ vậy? Nè đi tắm đi, rồi muốn ăn món gì mẹ nấu cho con ăn. Thôi khỏi mẹ, con học xong con ăn với thầy rồi. Thôi con đi lên phòng nha. Khoan đã. Dạ. Ba có chuyện này muốn nói với con nè. Còn 14 ngày nữa là con thi đại học rồi. Hay là mời thầy về nhà dạy cho con. Con khỏi phải đi tới nhà thầy, đỡ vất vả mất thời gian. Và như vậy con sẽ tập trung hơn. Con thấy sao? Đúng đó con. Về nhà mình học đi. Tiện việc mẹ chăm sóc cho con. Nhà mình cũng rộng hơn nhà thầy mà. Thôi mẹ cứ để con học ở nhà thầy đi. Chứ học ở nhà dễ phân tâm, không tập trung được đâu mẹ. Thôi tùy con. Miễn sao tiện cho việc ôn thi của con là được rồi. Dạ. Con lên phòng nha mẹ. Nè, con uống nước cam không mẹ pha ha? Mẹ mang lên phòng cho con nha. Ừ, rồi, mẹ mang phòng con ha. Anh uống nước cam em pha luôn nha. Nè, có phải nhờ thằng Nam uống nước cam mà anh được uống ké không? Anh mà nói gì là em phạt không cho uống luôn á. Ê ơi, nói nghe nè. Đi ra phía trước coi cho nó dễ. Nhỏ thôi, nhẹ thôi. Ê, có cái bẫy này. Nhớ, cẩn thận. Đó, cẩn thận giống tao này, thấy chưa? Đi, đi. Đừng chăng bẫy tao hả? Nhỏ lắm, nó không nghe đâu. Bình ơi,
Gì? Vô nha. Chưa vô được. Tao nói mày sao? Phải đợi nó tắt đèn một tiếng hồ sao nó mới ngủ say. Giờ này nó đang tắm. Đang tắm à? Ừ. Mày đâu vậy? Rên. Đúng quý. Mày làm ơn kìm hãm cái sự ham muốn của mày lại đi. Như tao nè. Mấy giờ? Ừ. 7:45. Ừ. Sớm quá. Ừ. Không mấy tao mày điện tối đi. Tối cái đầu mày. Mày điên trộm mà. Bây giờ còn sớm quá làm gì? Tao biết được. Thế nào cũng chờ đợi. Cho nên tao đã thủ sẵn. Đồ chơi. Con à, con đi đâu mà quần áo của con dính toàn là cát không nè? Cát biển không à? À, hôm nay nhà thầy giáo con sửa nhà, có nguyên đống cát to đùng trước sân, con sơ ý dẫm phải. Ôi, sửa nhà ồn ào vậy rồi con học được không? Mẹ yên tâm, thầy chỉ sửa cái cổng thôi, không ảnh hưởng gì đâu. Còn đồ này con mới mua hả? Dạ. Thôi được rồi, để mẹ vũ hết cát rồi mẹ giặt cho con. Mẹ. Ừ? Sao mẹ không thuê người giúp việc? Nhà mình giàu mà. Mẹ phải dành thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch, đi mua sắm, tận hưởng cuộc sống. Đối với người như mẹ, chăm sóc chồng con, đó cũng là một cách tận hưởng cuộc sống. Thấy con và ba con ăn những món ăn ngon miệng cho mẹ nấu, mặc quần áo sạch sẽ cho mẹ giặt, như vậy là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc của mẹ đơn giản vậy sao? Thì con cứ sống đi, đến một lúc nào đó con sẽ thấy là không có gì quan trọng bằng một mái ấm gia đình. Mẹ không muốn thuê người giúp việc bởi vì mẹ không muốn có người lạ xen vào cuộc sống của gia đình mình. Người lạ đó sẽ xuất hiện khắp nơi trong căn nhà của mẹ, can thiệp vào mọi thứ và chia sẻ sự chăm sóc của mẹ dành cho con và cho ba con. Mẹ muốn khi mà con và ba con đói bụng nè, hay khát nước nè, hay cần một bộ quần áo sạch thì phải nghĩ ngay đến người đó là mẹ, chứ không phải một người xa lạ nào đó mang tên là người giúp việc, hiểu chưa? Trời ơi, con mới nói với mẹ một câu ngắn có chút xíu, mà đọc cho con nguyên một bài diễn văn dài thòn lòn à. Mẹ nói như vậy cho con hiểu là mẹ coi con và ba con quan trọng đến như thế nào đối với mẹ. Mẹ yêu gia đình này và mẹ muốn chồng con của mẹ phải hạnh phúc. Khi mình yêu ai đó, mình coi trọng cảm xúc của họ hơn cả cảm xúc chính bản thân mình. Mẹ cứ làm như con không yêu ba mẹ không bằng. Ừ, mẹ nghĩ là con không yêu ba mẹ. Mẹ nghĩ vậy sao? Ừ. Tại sao mẹ lại nghĩ vậy? Tại vì mẹ thấy rằng là con chỉ nghĩ làm sao để con vui nhất thôi, chứ con không nghĩ là con sẽ làm gì để ba mẹ được vui. Thôi ngủ đi. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc con ngủ ngon. Ê trúng luôn. Hả? Tắt đèn qua kia. Giờ này là 11 giờ. Vậy là 12 giờ mình ra tay. Ok. Mẹ ơi. Dạ. 12 giờ. Giờ đó là giờ linh thiêng lắm. Ma quỷ xuất hiện nhiều lắm. Tao bây giờ thấy lạnh lạnh rồi đó. Có thể bị ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới không? Ừ. Áp thấp đâu đây? Ma đi vòng vòng đây. Điên trộm mà sợ ma. Chọn nghề khác đi. Đâu có được. Ông bà mình có câu: nhất nghề tinh nhất thân dinh. Trong tất cả các nghề mà tao đã làm, chỉ có nghề ăn trộm là tao giỏi nhất. Nghề ăn trộm là nghề tao được đào tạo tử tế, và nghề ăn trộm cũng là cái nghề mà tao yêu thích. Mẹ tao hay nói, làm nghề gì cũng được, miễn sao mình yêu thích là sẽ thành công. Mày quên rằng đại ca hay nói, tao là thằng trong nhóm mình đi ăn trộm có năng khiếu nhất. Phải chi tao dẹp bỏ được tính sợ ma thì bảo đảm tao sẽ còn tiến xa hơn trong nghề ăn trộm. Nhắc tới đại ca tự nhiên thấy nhớ ông quá. Mày sao vậy? Mày nhắc tới đại ca tao muốn khóc luôn nè. Vậy là 5 năm 4 tháng nữa đại ca mới ra tù. Ở trong tù
Chắc đại ca buồn lắm ha. Trong tù có ăn trộm của ai được gì đâu. Đại ca không ăn trộm dĩ nhiên là buồn rồi. Ê mẹ Trung Lùng, mày nghĩ đại ca mình cao tới 1m4 rưỡi không? Sao tao biết? Lúc ở ngoài sao không hỏi đi? Tao định hỏi mấy lần mà tao sợ ông thử ái ông quê lên ông đánh tao sao. Vậy bây giờ mày hỏi chuyện chiều cao mà không sợ tao tự ái hả? Xin lỗi Trung Lùng. Kỳ này á đi thăm tù nhất định tao so với đại ca cao mép mấy. Ở trong tù ông đâu dám đánh tao đâu. Tao có đem hình đại ca mày coi không? Công nhận đại ca cho mình dễ thương thật. Phải chi đại ca cao thêm 2 tấc nữa thì sẽ đẹp trai biết mấy. Ủa mà mày điên trộm mang theo mình đại ca chi vậy? Mày không nghe tao nói hả? Ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây. Tao với mày giỏi nghề ăn trộm á, nhờ đại ca chỉ bảo giùm. Tao đem tấm hình này á, thứ nhất tao đỡ nhớ đại ca, thứ hai tao yên tâm hơn. Với tao có cảm giác như là nhóm mình có đủ 3 người vậy đó. Hay đó. Vậy mày cho tao mượn tấm hình này đi. Ngày mai tao đi rửa rồi tao cũng mang theo bên mình, giống như là lúc nào cũng có đại ca bên cạnh. Vậy ngày mai tao hẹn mày ở tiệm photo ha. Nhắc tới chuyện đại ca ở tù tao mới nhớ. Lần trước cũng may là tao với mày nhanh chân trốn thoát. Tội cho đại ca, chân ngắn quá, chạy không lại nên bị bắt. Anh đây. Honey, đang làm gì? Ở đâu? Anh đang nằm nhà suy nghĩ nè. Trời, suy nghĩ hả? Anh muốn đổi điện thoại, đổi xe thì cứ đổi, tội gì phải suy nghĩ cho mệt óc. Không phải mấy chuyện đó. Mấy chuyện đó thì đâu có gì phải suy nghĩ đâu. Vậy thì chuyện gì làm anh phải suy nghĩ? Thằng nào chơi gác con hả? Cũng không phải luôn. Nếu không phải mấy chuyện đó thì đâu có chuyện gì đáng phải nghĩ. Anh nghĩ chắc anh phải ít đi chơi lại quá. Còn 14 ngày nữa thi đại học rồi. Trời ơi, tưởng chuyện gì quan trọng. Anh làm hết hồn á. Tự nhiên á, anh nghĩ ra cái ý định gì mà kỳ quặc quá. Anh vừa nói chuyện với mẹ xong. Kỳ này mà anh rớt đại học tiếp ba mẹ sẽ buồn lắm á. Trời ơi, rớt 3 lần hay 4 lần á thì cũng có khác gì nhau đâu. Em tưởng á, ba mẹ anh quen với mấy chuyện đó rồi chứ. Ngày xưa á hả? Lúc em bỏ học ngang lớp 9 á. Trời, ông bà già em sốc lắm. Ông bà chửi bới lung tung luôn á. Em á cứ mặt trơ ra vậy nè. Ông bà riết rồi cũng quen, mặc kệ muốn làm gì thì làm. Ủa, mà còn 14 ngày nữa. Anh nhắm á, anh cắm đầu vô học. Có thi đậu nổi không? Thì anh biết chắc là kiểu nào anh cũng rớt. Nhưng mà chẳng lẽ cứ lần nào 3 môn cộng lại cũng dưới 5 điểm hoài. Cũng kỳ phải không? Nếu mà anh rớt điểm cao thì ba mẹ cũng đỡ buồn hơn. Anh chưa già mà lẩn thẩn rồi. Rớt điểm cao hay rớt điểm thấp cũng là rớt thôi. Rớt là rớt, mà đậu là đậu. Trời ơi, hai cái chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Anh nhắm anh học miệt mài 14 ngày, anh có đậu nổi không? Chắc chắn là không rồi. Thấy chưa? Suy nghĩ làm gì cho mệt. Để sức đó ngày mai đi shopping với em. Ủa, mà em gọi anh có chuyện gì vậy? Trời ơi, nhớ anh á. Gọi không được hả? Em đang bực mình quá à. Có chuyện gì vậy? Mà sao em bực mình? Em mới đập cái điện thoại của em, quăng nó vô tường á, bể nát luôn á. Sao vậy? Ai làm em bực mình đến nỗi đập điện thoại vô tường vậy? Thì con nhỏ em gái của em đó. Nó hổn với em hả? Không phải. Ủa, vậy sao bực mình nó? Con quỷ cái đó hả? Em đi biển về với anh á, em thấy nó xài cái điện thoại giống y chang em à. Trời ơi, em điên hết người luôn á. Anh biết không? Nhà có 2 chị em à. Nó thần tượng em. Cái gì nó cũng bắt chước giống em trơn á. Ngay cả cái chuyện á, em giận bà già, bỏ nhà ra đi. Nó cũng đi theo em luôn mà. Nên hả? Cái gì nó đòi cũng phải giống em hết trơn á. Mà anh biết tính em à, rất là ghét đụng hàng. Em đã bỏ bao nhiêu quần áo nè, giày dép, túi xách. Cũng chỉ vì nó đó. Giờ thêm điện thoại, trời ơi, chứ em đập nó một trận quá. Thôi được rồi, để mà anh mua cho em cái điện thoại khác, được chưa? Thiệt không? Trời, em mới kiếm được cái điện thoại 10 mấy triệu, đẹp lắm. Mai mấy giờ hả anh? Thôi để mà anh dậy rồi anh gọi cho em nha. Cảm ơn Honey nha. Chúc Honey ngủ ngon. Ngủ ngon nha cưng.
Em quên nữa. Có gì anh gọi điện thoại bàn cho em nha. Em đang mượn cái điện thoại của nó gắn sim vô á. Bye bye honey. Ok bye cưng. Loan. Dạ. Sao rồi chị? Sao rồi chị? Chị hai mày ra tay là phải xong thôi. Chị hai là số 1. Em lấy điện thoại được chưa? Đưa đây. Mai tao mua điện thoại mới đã. Chưa chị đã từng tướp từng tướp. Nếu mà anh Nam hỏi á, nói là bồ mày cho nghe chưa? Em biết rồi. Mà anh cũng không hỏi đâu. Em biết ảnh mà. Chị yên tâm đi. Vậy á mới làm bồ tao được chứ. Yên tâm đi. Mai mốt á hả, tao dụ nó đổi xe cho tao. Tao đưa xe của tao cho mày chạy. Tha hồ lên mặt với bạn bè. Chị hai tài quá à. Chứ làm sao, mày phải học hỏi tao nhiều. Bữa nào rảnh á, tao chỉ cho vài chiêu. Cảm ơn chị hai. Đấm lưng đi mày. Mười hai giờ rồi. Hả? Hành động. Mang vô. Dạ. Ê, mày mua vớ gì đâu mà vừa rách vừa cũ vậy? Hồi sáng tao quên mua vớ mới. Tao lấy đại đôi vớ của em gái tao. Mà ông Quyết làm hết không? Ê Trụ Lùng, hả? Mày lấy đâu ra hai chiếc vớ mà không giống nhau gì trơn vậy? Chết cha, chiếc này của em gái, chiếc này của má tao. Ê, nhà em gái mày ở dơ quá vậy? Bạn nhớ vừa hôi vừa chua nữa. Em gái tao bị hôi chân. Gì? Đổi đi. Mày rườm rà quá. Đổi đó mà. Đổi vớ của má mày. Ê mày. Ừ. Sao cái này nó cũng thú vậy? Má tao bị thú chân. Trời ơi. Nhà tao ai cũng bị thú chân hết đó. Mày thấy tao đời nào tao dám ăn giày đâu. Thì ghê quá. Điên đầm chuyện này về chắc bị viêm mũi quá. À, xong chưa? 4 có không rồi. Hành động. Hành động. Mày sao vậy? Gì mùi hôi. Trời ơi, mày còn chịu không nổi mà. Bây giờ mình về nha. Tới đây còn về nữa. Giờ thôi sao rồi? Bây giờ mày vô trong đó, mày lấy sợi dây, mày trói nó lại. Còn tao lấy cùng băng keo này, bịt miệng nó lại. Tao nghe cái giường hô 1, 2, 3 cùng làm nha. Vô trước đi. Don't go!